Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với An Kinh Audio. thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái chủ đề về loa karaoke và loa nghe nhạc các bác nhé. thì ở cái thực tế thì em đã gặp rất là nhiều, tức là những cái bác khách là rất muốn tận dụng khi mua một đôi loa karaoke nhưng phải đảm bảo rằng là nghe nhạc nó hay hoặc là có những bác là ạ muốn một cái đôi loa nghe nhạc của các bác trở thành một đôi loa hát karaoke thì để nắm rõ hơn thì các bác nhớ xem video nhé các bác nhé và cho em xin một nút like và một cái comment ý kiến ở bên bên dưới thì đầu tiên đó là gì ạ nếu mà loa karaoke đương nhiên nó sẽ vẫn nghe nhạc được nhưng em khẳng định với tất cả các bác rằng là khi nghe nhạc thì nó sẽ không chi tiết không sạch sẽ bằng với những cái dòng loa chuyên nghe nhạc Đấy, bác, và đương nhiên ngược lại là những cái dòng loa nghe nhạc thì chất âm của nó sẽ rất là chi tiết, rất là đủ, rất là sâu lắng mềm mại. Và thứ hai nữa là khi các bác chuyển sang hát karaoke thì thực ra nó 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 gọi là rất 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 là khó chịu. À, ví dụ như chép nó rất dễ hay bị rè. Đó là những dòng loa nghe nhạc các bác nhé Thì uh, với cái kinh tế của người Việt Nam hiện tại ấy, thì cũng ít người có khả năng là gì ạ? vừa sắm cho mình được một bộ karaoke và vừa sắm cho mình thêm được một bộ nghe nhạc nên đa số anh em đều là kết hợp vừa nghe. Thì cũng phải nói rõ luôn với cái trường hợp này thì em cũng đã đi lắp dàn và cũng đã dính cũng khá là nhiều. Tức là khi khách đến họ chỉ báo là lên test bộ dàn karaoke ok hay thì chốt, sau đó em lên tận nhà setup. Trong quá trình setup thì họ yêu cầu thêm ấy là phải căn chỉnh làm sao cho cái loa này khi anh nghe nhạc nó phải hay Đấy, thì một cái bài toán rất là khó vì đây là loa karaoke đúng không bác và đúng thực sự là em cũng đã giải thích với tất cả các bác rất là nhiều rồi loa karaoke đảm bảo cho các bác là khi các bác lên các bác test thử các bác hát karaoke rất rất là hay rồi ưng ý rồi cả nhà ưng rồi nhưng mà qua chỉnh nhạc thì đương nhiên là nó sẽ không được chi tiết Đấy, ví dụ như cái bác khách này thì bác đã nghe một cái bộ dàn nghe nhạc rồi thì bác nó báo là gì ạ? mình chỉ có một con ampli và một đôi loa tại sao nó nghe hay như thế mà trong khi một cái bộ ràn karaoke của em nó rất là nhiều thớt mà nghe nó cảm giác nó không ăn thua nó vẫn không bằng được Đấy, thì em có thể giải thích là loa này là loa karaoke nhá công suất lớn côn lớn nên nghe nhạc nó sẽ không bao giờ chi tiết bằng những cái đôi loa mà chuyên nghe nhạc Đấy, nên là các bác nhiều khi là uh, tận dụng được chưa tận dụng lại thì thì nó 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 rất là khó Đấy nên là nhiều khi là các bác vẫn chưa hiểu được các bác chỉ nghĩ nôm na trong đầu là, à, cũng là loa, tại sao nó lại không hay, à, cũng là loa nhưng mà tại sao nó lại hay mà trong khi đó là giá tiền nó cũng gọi là có thể là tương đương hoặc là nhỉnh hơn nhau một chút thôi. Nên là các bác phải nắm rõ được cái mục đích sử dụng của mình là bác mua về để chủ yếu để nghe nhạc hay là chủ yếu để các bác hát karaoke. Còn đương nhiên là loa karaoke hoặc là loa nghe nhạc đều kết hợp để hát vừa hát vừa nghe được nhưng gọi là để giống như cảm giác như để là chống cháy thôi các bác nhé nên các bác cực kỳ lưu ý nếu thực sự bác nào mà hay hát karaoke hoặc là chuyên hát karaoke thì các bác nên sắm một cái bộ ràn về karaoke trong khi đó là bác có thể là tận dụng lại các bác nghe nhạc cũng được hoặc là gì ạ bác nào mà chuyên về nghe nhạc thích nghe nhạc thì các bác nên mua một bộ chuyên về nghe nhạc thì nó sẽ hay hơn bác nào mà có nhu cầu về thực sự về cái gì thì các bác nên chọn về cái đấy và tìm hiểu kỹ. À, ok tất cả các bác. Thì cái video vừa rồi em đã nói rất là thực tế và thứ hai nữa em nói một cách gọi là để các bác dễ hiểu nhất và cũng không nói những cái từ kỹ thuật rất là nhiều nên là các bác có ý kiến đóng góp gì thì các bác cứ comment ở dưới bên dưới video các bác nhé à, Xin chào và hẹn gặp lại